Vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lạo, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái đầu đĩa DVD liền màn hình đến từ một cái thương hiệu khá là quen thuộc, Sony. Chiếc này có tên mã rút gọn là FX860. Trước khi đi vào phân tích chi tiết cái sản phẩm này thì em xin mời các bác chúng ta cùng xem một đoạn đĩa DVD do chính cái sản phẩm này nó thể hiện. Thiết bị nó sở hữu một cái màn hình vào tầm khoảng 8,5 inch, độ phân giải là QVGA 480 nhân 800. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa DVD và anh em chúng ta sẽ xem một đoạn đĩa. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua cái phần đoạn test đầu tiên đĩa DVD. Em nhớ không nhầm thì cách đây khoảng một thời gian em đã từng cho một chiếc y chang như thế này lên sóng, và đây là một chiếc kế tiếp. Dòng này thì nó không có số lượng đâu ạ. Cho dù bác nào đấy có thể chê ỏng chê eo, nhưng để được sở hữu một cái giống như thế này là một điều không hề dễ dàng. Anh em chúng ta sẽ đến với cái đoạn test thứ hai, đó là đĩa CD. Như trước đây em đã có video từng làm về cái model này thì em nói là cái sản phẩm này nó chạy được ba thể loại đĩa, đó là đĩa DVD, đĩa CD và đĩa VCD, một trong những thể loại đĩa gối dài đoạn. Như cái đĩa vừa rồi mà các bác vừa được xem cái đoạn quảng cáo ấy là một cái đĩa DVD chép, hay còn gọi là dòng DVD-R recording, tức là dân chơi ở bên Nhật nó khác tự chép ra đĩa, các bác đã hiểu không ạ? Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với một cái đoạn test đĩa CD. Chờ loát. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua hai phần đoạn test đĩa DVD và đĩa CD. Trước đây em cũng đã có cái video nói khá là chi tiết về cái model này rồi. Do vậy ngày hôm nay em xin phép làm ngắn hơn một chút. Mồm thì cứ nói là làm ngắn nhưng chắc chắn nó cũng chẳng ngắn đâu, ít nhất nó cũng phải từ 20 phút trở lên. Thiết bị này ngoài cái vấn đề đọc đĩa thì nó còn có khe cắm USB đặt ở sườn bên tay trái, và bây giờ em sẽ gạt cái công tắc để chúng ta chơi một đoạn đĩa USB. Gạt quá rồi, nó nằm ở giữa thì phải. Vâng, nằm giữa.
Nãy em gạt về cái tính năng chơi xem tivi. Các bác có thể thấy là nó đã loát ra được cái những cái danh mục ở trong USB, và em sẽ cho nó chơi một đoạn New Way kỳ 2 cho nó rộn ràng ha. Xin kính chào quý vị, Đức Nhung xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn chương trình Đại hội New Way kỳ 2 do Trung tâm Người đẹp Bình Dương thực hiện tại California với những giọng hát đang được yêu chuộng hiện nay tại hải ngoại. Và để mở đầu chương trình, như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua hai phân đoạn, đó là test đĩa và chơi USB. Bây giờ thì em sẽ chuyển nó về cái tính năng chạy đĩa và em sẽ có phân tích thêm một chút về cái sản phẩm này, nó còn có khá nhiều điểm thú vị đi ạ. Chờ em một chút để em cho cái đĩa này nó loát lên đã. Ngoài cái vấn đề chạy đĩa đọc USB thì thiết bị này nó còn có cổng xuất video out. Các bác có thể nhìn thấy cái đường rắc màu vàng này là đường xuất video out. Em đang lấy cái ngõ video out đó dẫn vào cái màn hình nằm ngay phía sau. Các bác cứ thử tưởng tượng là cái màn hình phía sau chính là cái smart TV, TV lớn nhà các bác. Và như vậy là chúng ta ngoài cái vấn đề bỏ cái đĩa hình vào đây coi luôn trên cái màn hình của cái đầu đĩa này, thì chúng ta có thể cắm mở rộng ra một cái màn hình lớn hơn để coi cho nó đã. Và hãng Sony nó có những cái giải pháp về mặt kỹ thuật nó vừa khoa học vừa hợp lý và vừa đảm bảo về chất lượng cho sản phẩm. Ở ngay bên cạnh cái đường rắc hình, đó là đường rắc xuất audio out. Đây nó cũng như kiểu đường xuất bông sen, các bác hiểu ra vấn đề chưa? Nhưng mà nó được làm theo kiểu rắc 3 ly rưỡi. Em đang lấy cái đường tiếng ở đây đưa vào cái bộ dàn mini Sanyo cỏ dại nằm ở dưới đất kia. Và nãy các bác nghe thấy nó nện thình thịch thì đủ biết là cái chất lượng xuất âm của Sony từ xưa đến nay nó thuộc diện đầu bảng trong những cái món đồ công nghệ của Nhật. Cái điểm thú vị là như thế này, trước đây em cũng đã từng có phân tích và bây giờ em xin nói sơ sơ lại một chút. Tức là đối với cái hãng Sony này thì đường video out, audio out, khi chúng ta gạt công tắc, cái công tắc nhỏ ở đây sang bên tay phải thì nó là đường xuất hình ảnh và âm thanh ra. Cũng vẫn chính là cái ngõ này, khi chúng ta gạt cái công tắc sang bên tay trái thì ngay lập tức nó biến thành đường video in và audio in. Đó. Như vậy là trên cùng một cái cổng vừa là in vừa là out. Ở đây là một cái giải pháp kỹ thuật nó đậm chất của Sony cũng như là của những cái hãng danh tiếng khác. Như các bác đã thấy, thi thoảng em lên những cái đầu DVD tích hợp màn hình kiểu như thế này thì trên cùng một cái đường rắc thì nó là xuất AV out. Ví dụ trên cùng một đường rắc thì nó sẽ bao gồm một đường hình
và hai đường tiếng xuất ra. Đó. Nhưng riêng hãng Sony và hãng Sennheiser và một vài hãng khác thì người ta đã cố tình tách nó ra. Tại sao lại phải tách ra? Bởi vì hãng Sony và những hãng nổi tiếng của Nhật, họ muốn giữ cho cái đường tiếng xuất ra ở cái ngõ video audio này nó sạch sẽ nhất. Như các bác đã biết, tín hiệu video là tín hiệu thị tần nhà, tín hiệu audio là tín hiệu âm tần. Nếu như tích hợp cả hai cái thứ tín hiệu đó ở trên cùng một đường rắc thì vô hình chung tín hiệu thị tần với cái tần số lớn hơn đó nó sẽ gây nhiễu cho tín hiệu âm tần, dẫn đến cái kết quả là tiếng đầu ra của những cái thiết bị mà tích hợp cả ba thứ trên một đường rắc này thì tiếng đầu ra xuất ra nó sẽ không được sạch và nó dễ dàng bị can nhiễu bởi tín hiệu thị tần, tín hiệu video. Do vậy hãng Sony và hãng Toshiba cũng như một vài hãng khác, người ta quyết định tách ra. Và như vậy thì cái đường tiếng xuất ra ở ngõ audio này nó sạch sẽ hơn đáng kể so với những cái hãng mà cố tình làm kiểu ba đường tín hiệu trên một đường rắc. Không những thế là hãng Sony người ta còn tích hợp hai lỗ phone, tức là trên thiết bị này các bác có thể cắm hai cái tai phone cùng một lúc nha. Và chất lượng xuất âm của lỗ phone của Sony ấy, thì nó là đầu bảng, tuyệt hay luôn đấy ạ. À. Ở trên cái đường audio vừa in vừa out này nó có thêm một cái tùy chọn phải nói là rất thú vị. Khi chúng ta để ở chế độ analog thì trên cái đường rắc này nó mặc định xuất ra hoặc đưa vào âm thanh dạng analog, nhưng khi chúng ta để ở PCM thì ngay lập tức cũng vẫn trên cái đường rắc này nó xuất ra là optical out, đường quang các bác nhé. Đây là một cái điểm vô cùng thú vị nha. Ví dụ như em đang để ở chế độ là analog thì nó mặc định là xuất ra hoặc đưa vào âm thanh thông thường, còn nếu để ở PCM thì ngay lập tức đèn quang màu đỏ nó sẽ sáng lên. Trước đây em đã từng có cái video trước em cũng đã từng nói rồi, hôm nay em nói sơ sơ lại như vậy để cho các bác hiểu. Thiết bị nó sử dụng nguồn adapter 9V gắn ngoài. Bây giờ thì em sẽ thực hiện một cái thao tác, đó là test cái ngõ AV in. Như em vừa mới nói, đây là đường out và cũng chính là đường in. Chúng ta chỉ việc thay đổi nó bằng cách gạt cái công tắc kia thôi. Bây giờ em sẽ gạt cái công tắc này về in và em sẽ lấy tín hiệu từ cái đầu đĩa Victor nằm ở dưới đất đây đưa lên con Sony của chúng ta. Và ngay lúc này thì con Sony của chúng ta nó đóng vai trò là một cái màn hình monitor kiểm tra. Các bác chờ em một chút. Vâng, em đã tiến hành kết nối cái đầu đĩa Victor nằm ở dưới đất đây, dẫn đường hình và đường tiếng của cái đầu Victor vào ngõ hình và tiếng của cái màn hình Sony của chúng ta. Và các bác có thể nhận thấy nó đang hiện cái logo Victor ở ngay trên màn hình. Bây giờ em sẽ ấn play cái đầu Victor để chúng ta được xem cả hình và nghe cả tiếng. Em ấn next cho nó nhanh. Đây là hình và tiếng của cái đầu Victor đang được cái màn hình Sony nó thể hiện. Em sẽ chọn một file để phát. Volume được đặt ở sườn bên phải. Trên cái remote mà em cho theo sẽ không có nút điều chỉnh volume, và chúng ta bắt buộc phải chỉnh volume ở đây.
Hai cái loa tích hợp đi theo cái sản phẩm này tiếng khá là trong. Em xin phép cho tiếng loa nhỏ đi để em nói thêm. Những cái tấm nền màn hình của Sony hoặc là của Toshiba ấy, nó luôn cho chúng ta có một cái cảm giác, một cái màu sắc nó hết sức là trung thực. Ví dụ như trên cái màn hình 8,5 inch này, chúng ta thấy nó có một cái độ nét cao và màu sắc nó hết sức là hài hòa nha. Khi chúng ta xem lâu cũng không có cảm giác bị hoa mắt hay là chói mắt hay mỏi mắt gì cả. Thường những cái giống như thế này ý, thì cái chất lượng của tấm nền màn hình nó cao hơn hẳn so với những cái thương hiệu no name khác. Như vậy là em và các bác chúng ta đã trải qua những cái phần đoạn test trên sản phẩm này. Có thể tạm kết luận như sau: đây là một cái đầu đĩa DVD liền màn hình với tấm nền màn hình có chất lượng cao, đọc tốt đĩa CD, đĩa DVD và đĩa VCD, có đường lay in để chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái màn hình monitor kiểm tra, có khe cắm USB, chúng ta có thể chép nhạc MP3 vào đây chơi láng nha. Chất lượng xuất âm của Sony xưa nay thì nó là đỉnh cao rồi, rất hiếm có hãng nào đủ cái level để mà so sánh với Sony về chất lượng xuất âm. Các bác có thể thấy là có một cái vệt đen chạy lên chạy xuống ở trên màn hình. Thực tế thì nó không có cái vệt đó đâu ạ. Đó là do cái tần số mành giữa cái điện thoại của em đang dùng để quay và cái tần số mành, tần số quét mành của màn hình nó không đồng bộ với nhau. Có đôi khi nó không đồng bộ thì các bác nhìn thấy nó có cái vệt đen chạy lên chạy xuống. Quả này thì chỉ là những dân làm về kỹ thuật mới hiểu thôi. Tần số quét mành và quét dòng nó không đồng bộ thì nó sẽ gây ra cái tình trạng như các bác nhìn thấy trên video. Đó, bây giờ thì hai cái điện thoại và cái màn hình nó đã hiểu ra nhau và các bác thấy là nó không có cái bị cái vệt đen đó nữa. Bây giờ em xin phép là em tắt nguồn, rút các kết nối và em sẽ phân tích thêm về sản phẩm này. Tuy là một món đồ tào lao, trên cái remote này thì mã của thiết bị, tức là mã điều khiển của cái Sony này là mã bốc nha. Ví dụ như bác nào đấy mà cầm cái remote này mà bấm loạn lên, đây em đang sử dụng mã bốc nha, bấm loạn lên thì tự dưng là không bấm được nữa. Ví dụ em ấn vào cái chữ sub DVD này thì ấn tắt mở nguồn không được nữa. Nếu mà gặp tình huống đó thì đừng có hốt hoảng, ấn lại vào chữ bốc một lần. Đó, chỉ cần cái đèn nó nháy lên là chúng ta lại xài remote vô tư. Đó, em đã tắt nguồn và chúng ta sẽ đi soi xét về sản phẩm. Cái màn hình này thì đời chủ cũ người Nhật nó đã rất cẩn thận, nó dán một cái miếng dán cường lực để bảo vệ cái tấm nền màn hình này nha. Do vậy là cái màn hình của chúng ta chắc chắn là nó sẽ không xước được. Nếu như nhìn thấy vết xước ở đây là chẳng qua là do vận chuyển từ bên kia về thôi. Con này thì vận chuyển từ bên kia về là nó không có cái vỏ thùng xốp bên ngoài, do vậy là nó có chảy trơn khá là nhiều. Đó, các bác có thể nhìn thấy những cái vết chảy nhựa ở đây. Nhưng mà về mọi thứ ấy, thì em thấy là còn rất ổn, cơ mắt còn ngon nha. Riêng màn hình thì không lo bởi vì nó dán một cái tấm cường lực cũng tương tự giống như kiểu các bác dán cái miếng cường lực để bảo vệ màn hình điện thoại vậy nha. Do vậy là kính phía trước của cái màn hình này là yên tâm, không sao cả. Em xin phép gập nó xuống và rút USB ra. Chúng ta sẽ đi vào phân tích về những cái khiếm khuyết cũng như những thứ nọ kia trên sản phẩm này. Em rút adapter ra nha, rút những cái kết nối ra cho nó gọn gàng. Trước đây khi em lên một con ấy thì nó đủ đồ, con này hàng về là nó thiếu mất quả pin. Đó, nguyên bản ấy thì nó có một quả pin gắn ngoài, nó ốp vào đằng sau lưng ấy. Đó, quả pin thì nó có cái tác dụng là khi mà chúng ta muốn cầm cái thiết bị này đi tung tăng tung tẩy, đó, đi chơi đi bời, cà phê cà pháo, thì khi có quả pin thì chúng ta có thể bỏ đĩa vào sạc mà
không phải lo cái chuyện về cắm điện chỗ nọ chỗ kia. Và pin của nó ấy, thì đảm nhiệm đủ cho một lượt đĩa DVD, xài một lượt đĩa chưa hết đâu ạ. Nhưng mà con này hàng nó về thì nó thiếu một quả pin. Ở đây là volume. Đó, trên remote chúng ta không có nút. Muốn điều chỉnh volume thì các bác ấn ở đây. Đây là hai đường xuất ra lỗ phone. Ở những đường này thì em vừa mới nói rồi, đây là đường audio in. Chúng ta có thể biến cái đường này thành đường in out theo kiểu tiếng analog, hoặc cũng có thể cho nó xuất ra thành đường quang vô tư nhé. Đây là đường video vừa in vừa out. Và đây các bác nhìn thấy một cái công tắc rất nhỏ. Nó ghi là line select in out, các bác nhìn thấy chưa? Nếu gạt sang chữ in thì có nghĩa là chúng ta cắm đường video in và audio in vào đây. Gạt sang chữ out thì là xuất ra bình thường nhé. Xuất hình ảnh này, xuất âm thanh ra màn hình lớn hơn. Ở đây là cái ngõ để cắm adapter. Cho dù không có pin thì cái máy này nó cũng nặng chết khiếp. Bởi vì cái khung ở bên ngoài cái màn hình này nó được làm bằng thép kiểu như inox vậy, nặng. Thiết bị thì có trầy trơn, không tránh khỏi. Ở đây là cái dây anten để chúng ta xài khi mà bắt tivi. Đó, ở bên Nhật thì cái thời đó nó sử dụng cái thế hệ gọi là truyền hình mặt đất analog. Và đây là cái dây để bắt đài gần. Và đây chính là cái đường để cắm cái anten để thu đài xa này. Đó, đây là ngõ USB. Đó, chúng ta test rồi. Và đây các bác nhìn thấy có một cái công tắc nho nhỏ. Gạt hết sang bên tay trái là chúng ta xài đĩa DVD và đĩa CD. Gạt vào giữa như thế này thì là chúng ta xài USB. Gạt ra ngoài cùng bên phải thì là chúng ta xài xem TV. Đó. Bây giờ thì em sẽ ngửa thiết bị lên để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn. Đó, các bác có thể thấy là nó thiếu quả pin. Ở cái video trước thì em cũng đã có phân tích rõ về quả pin cũng như tháo ra để các bác nhìn thấy. Con này là thiếu pin. Đây là cái chấu để mà tiếp điểm để tiếp xúc với quả pin gắn ngoài này. Đó. Cái con này ấy, thì em hoàn toàn chưa đụng vào bất cứ cái ốc nào cả. Đời chủ cũ người Nhật, nó có đụng hay không thì em không biết. Nhưng mà nhìn thấy cái tem bảo hành ở đây là thấy có dấu hiệu tháo rồi nè. Đó, các bác thấy chưa? Đó. Tức là thằng chủ cũ người Nhật hình như nó đã tháo. Chứ em thì cũng không có rảnh háng để tháo ra đâu ạ. Thằng cu đó nó có tháo hay không thì em nghĩ là khả năng nó có tháo. Bởi vì thấy cái tem nó đã bị đục rồi. Đó, không giấu giếm gì, còn bản thân em không tháo đâu nha. Chúng ta sẽ đọc cái thông số Sony DVP-FX860DT. Điện áp DC 9,5V, dòng xấp xỉ 2A. Sản xuất năm 2007. Hệ màu NTSC. Số series có đuôi là 2424-4. Nói chung con này thì là nó có trầy trước tương đối nhiều. Nhưng mà rất may là cái tấm nền màn hình ấy thì được thằng chủ cũ nó dán một cái lớp cường lực, do vậy là cái phần kính phía trước của màn hình nó ngon, không có bị trầy trước gì cả. Thế thì sản phẩm mà em bán ra sẽ kèm theo những cái gì? Trước tiên là kèm theo một cái remote học của Trung Cộng. Video nó cũng quá dài rồi, bác nào xem cảm thấy nó mỏi thì cứ việc tắt nha, em không níu kéo gì cả. Em cố tình làm dài để bác nào đó mua cái đầu đĩa này nắm được tinh thần. Trên cái remote này thì chúng ta sử dụng được những phím như là play, stop, break bài, đổi bài. Đó. Chuyển từng bài một khi mà chúng ta xài đĩa CD, tắt mở nguồn. Đó, nhiều đó. Và một vài phím khác có liên quan. Đó là một thứ kèm theo.
cái kèm theo thứ hai là một cái adapter chắc chắn rồi. Và cái kèm theo thứ ba, đây là một cái thứ kèm theo em cho rằng là rất quan trọng, đó là cái sợi dây AV. Trên cái sợi này thì nó bao gồm một sợi đường hình rắc màu vàng này này đó, và một sợi kết nối đường tiếng. Dây này là dây Nhật về nha, chứ không phải dây tàu tào lao đâu. Nhìn cái dây nó khôn à. Đó, như vậy là theo thiết bị này thì bao gồm có 3 thứ: một cái remote, dây AV để kết nối và một cái adapter. Về tình trạng của thiết bị thì em đã báo hết sức là rõ ràng, và giá của sản phẩm thì em cũng công khai luôn. Thiết bị này em bán với cái giá phong thủy thôi nha, 680.000. Em xin nhắc lại, 680.000. Những thứ kèm theo bao gồm em đã đọc rất kỹ, rất rõ rồi. Và tất cả những cái thứ em xếp vào phân khúc đồ tào lao thì em sẽ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Em xin nhắc lại, em không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Những thứ như thế này em mong bán cho những người có kiến thức, có kinh nghiệm, hiểu phong cách làm việc của thằng chủ shop và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Rất có thể là mua cái thứ tào lao này của thằng Từ về chỉ để làm cái cục chặn giấy. Sau khi tư tưởng đã được đả thông, kinh mạch vững vàng thì rút điện thoại ra gọi cho thằng Từ để tiến hành giao dịch. Phần trình bày của em đã xong. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.